tôi sẽ tiếp đón bạn như hoàng thượng. À, như kiểu, như kiểu gì anh em nhờ? Như kiểu đại vương. Cho bạn sang ăn gọi là gà Việt Nam. Ok. Bạn có thích ăn món gà quay cả con không? Ai đó viết cho tôi trong các bình luận tôi không hiểu lời của bạn. Kìa kìa kìa, nó bảo không hiểu lời kìa anh em kìa. Ai đó viết vào bình luận kìa anh em. Kìa anh em kìa. Kìa anh em. Cái gì anh còn gì đây? Anh còn anh còn tiếng rồi. Em ke nó. Gái cây tơ bảy món cây cây. Ok cho cây tơ bảy món. Em ke để nó đơm anh rồi à? Thôi chết rồi anh Hiền ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh Hiền. Khách quý thôi em à. Anh em trả lời vào cái bình luận kia anh em. Bạn đang hỏi này, bạn ấy không hiểu ý mình. Ok, bạn tôi với bạn là bạn thân, ok. Hai đứa mình đơm nhau võ, phát. Giúp mê anh gâu chi. Nó đang hỏi kìa, đang hỏi kìa anh em kìa. Đang hỏi kìa anh em, trả lời đi anh em. Đây này, nó đang hỏi này. Tôi không hiểu bạn nói gì này, bạn có thể trả lời bình luận tôi được, tôi đọc được không? Ok my friend. Chúng ta sẽ trở lên thân thiết nếu bạn tặng tôi một ký vàng. Tôi nghe nói đất nước của bạn rất nhiều vàng. Hiệp good boy, à nói tiếng và là nó hiểu à? Ả Rập á, còn đâu biết nói tiếng Ả Rập đâu. Tôi thật không thể tin được tại sao bạn có thể chơi như thế được. Không thể tin được, oh my god. Nguyên võ. Giúp mê anh gâu chi. Tôi không thể tin được. Tại sao? Tại sao thế? What? Cái gì đây? Cái gì đang, chuyện gì đang, quái gì đang xảy ra đây? Tại sao bạn lại đi như thế? Tại sao? Wow. Tôi không hiểu ngôn ngữ của bạn, mặt soi soi. Không hiểu ngôn ngữ của tôi. Trời ơi. Tại sao bạn có thể đánh như thế được? Bạn không thể chơi được như thế. Nhà bạn có nhiều vàng không, cho còn xin một ký à? À, mai còn giàu ấy, mai còn giàu anh ạ. Mai còn giàu còn đi họp bạn. Còn sắp giàu rồi anh ạ. Tốt lắm, những kẻ giết người xinh đẹp mặt cười chảy nước tôi đã. Cái gì đây, cái gì đấy? Làm tốt lắm, những kẻ giết người xinh đẹp tôi đã nhả nhầm tốc độ. Chết rồi, hết ông Hùng Hùng này đến ông Tây này, ông vào ông comment gì đây anh em. Ô sao bạn ấy lại đánh như thế? Bạn không chơi được như thế. Bye. Giọng cười ghê thật. Oh my god, tôi thật không thể tin được. Tại sao bạn lại chơi thi đấu game như thế? Bạn có thể nào đánh tốt hơn được không? Anh em ạ, hỏi bạn ấy, bạn có thể nào đánh tốt hơn được không? Nó khen còn đẹp trai à? À, ok, ok. Good, good boy. Good boy, Việt Nam, good boy. Good boy, my friend. Wow, chúng tôi là những người đẹp trai và tôi. Gì thọ vlog, đau ruột với mấy ông Ả Rập. Chúng tôi là những người đẹp trai và chúng tôi đến từ Việt Nam. Đã đẹp trai để còn tới từ Việt Nam thì quá uy tín anh em nhở. Ra Việt Nam và ra nước ngoài uy tín phết đấy. Coca Cola. Người anh em Coca. Ba chỉ. Anh vừa cho nó thực rồi đấy, cây cây cây. Ok ok, good good. Anh bảo đi, anh comment, anh bảo tôi vừa cho bạn thực rồi đấy. Cho nó lẻ anh em ạ. Nó lẻ. Anh ba chỉ ơi, nếu mà nó cho em một ký vàng, nó lẻ anh, nó cho em một ký vàng, em cho anh gọi là 500g. Ok chưa, anh em cùng giàu. Nam Lê, handsome chứ em. Handsome nghĩa là gì anh em? Wow, đợi một tí anh em ạ. Bạn bảo đợi bạn tí, ok, đợi chờ lại hạnh phúc, ok. Nó đâu rồi? Nó đâu anh em? Chí Đu Đe, và đây là chí.